Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em xin quay review cho tất cả mọi người cùng xem một cái chóe cổ mà nó rất là to. Đáng lẽ ra thì em sẽ có một cái clip livestream, nhưng mà bởi vì nó to quá, ôm vòng bụng nó to quá nên ôm cũng không hết được, nên thành ra là quay như thế này thì nó sẽ tường tận và nó chi tiết hơn. Đó, thì đây là một cái chóe cổ. Nó thì xuất thân đó là của triều nhà Thanh, làm cho những cái dòng men men Lam Huế. Thì đây nó có thể chúng ta nói gọi là đồ sứ ký kiểu cũng được, hoặc là những cái từ dân gian mà của các cụ ngày xưa người ta hay gọi là chóe tàu. Nhưng mà thực sự ra nó là dòng đồ chóe dành cho những cái bậc vương gia dùng ở trong những cái bậc mà gọi là quan quan có chức sắc lớn ở trong cái triều đình nhà Nguyễn. Và em cũng xin review kỹ cho cái chóe này. Trước tiên em rồi cái chóe này thì nó cao cỡ khoảng là từ dưới lên là khoảng là 45 46 phân gì này. Đó. Bắt đầu em qua cái nắp thì cái này thì nó là cái miệng nó chỉ bị thương binh thôi. Đó, thì cái nắp này trong những cái để nhận biết một cái món đồ cổ xịn hay là món đồ giả cổ thì chúng ta dựa trên nhiều yếu tố. Cái thứ nhất là về cái men chàm, hai nữa là cái cốt cách làm. Đó, thì em sẽ nói từng bước theo cái kinh nghiệm mà em đã từng trải và cũng giống như là kinh nghiệm mà của các bậc tiền nhân để lại. Và cũng những người ta nhận định rằng là để mà nhận biết một món đồ giả cổ hoặc là một món đồ chuẩn cổ thì nó có hai trường hợp như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn những cái món cái màu chàm như thế này. Thì trong tất cả những clip á, em luôn nói với tất cả mọi người á, là mình cứ bấm đi xem lại những cái món đồ chuẩn cổ á, thì cái màu chàm á, thì có nghĩa là trong cái giai đoạn trong một cái giai đoạn của triều đại nhà Nguyễn hay là triều đại nhà Lê thì mỗi cái men chàm đều có sự khác biệt hoàn toàn và cái nét vẽ nó cũng hoàn toàn khác nhau. Đó, thì có nghĩa là và đặc biệt là cái màu mực vẽ này, thì cái màu này là cái màu chuẩn của màu Lam Huế. Thì dù cho cái đồ giả cổ đi chăng nữa, nó có sự khác biệt rằng là nó sẽ có màu nó tái tái hơn, hoặc là khi mà chúng ta nhìn vào nó có sẽ nó tươi mà nó ướt cái món đồ, nó không có khô. Đấy, thì cái đây là màu chuẩn, cái đây là cái màu chuẩn của dòng gốm men Lam Huế. Và cái đây là cái vành chôn đây. Đây em xin để như này, em rất là kỹ, em kê lên một cái tấm nệm. Tấm nệm đó. Thì thay vì những cái món đồ giả cổ á, thì nó sẽ bôi lên đây một cái lớp màu đen, đen xì luôn. Đấy, nhưng mà cái vành ở đây thì ở bên trong lòng này, nó có thể nó làm nó ướt át rồi, nó có nghĩa là cái độ khô của lớp men nó không nó chưa được khô hẳn, bởi vì á, đồ giả cổ thì mới sản xuất thì nó làm nó còn cái độ ướt, ví dụ như trong lòng này nó làm nó còn cái độ ướt, nhưng nay thì đây nó đã khô, nhưng mà khô ở đây á, là không phải là khô hẳn, nhưng mà khô 50%, từ 50 cho đến 60%. Đấy, và cái cốt đồ đây là nó khô đây, khô chuẩn của cốt đồ, có nghĩa là cái màu đây là cái màu chuẩn xịn này. Đấy, cái màu đây là ngã màu tự nhiên, ngã màu tự nhiên của một cái món đồ cổ xịn đó. Và là tiếp tới là cái chóe thì em cẩn thận, em đã nhồi nhét hết tất cả những cái lớp mút này, cái lớp mút mà bấm ở kia bụp này đó. Bởi vì khi mà mình nhét vào trong này, khi để mà mình quay hoặc là mình gửi đi cho khách á, thì nó sẽ êm hơn, nó không bị tác động bởi bên ngoài. Nó thì cái tình trạng á thì nó bị bể miệng này. Đó, bể một góc miệng như thế này thôi. Nhỏ nhỏ như bằng
bằng hai cái muối 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 cam mà nối lại với nhau đó. Và cái đây chúng ta có thể nhìn ở trên những cái vành miệng này đây. Nếu như mà là một cái đồ giả cổ thì nó thể nó bôi một cái lớp đen xì, nó bôi đều luôn đó. Thì có nghĩa là khi mà một khi đã bôi lên như thế này á thì cái lớp men, có nghĩa là cái màu của nó sẽ đen đều, nó sẽ đen đều. Còn nếu như mà một cái món đồ mà khô, có nghĩa là nó ngã màu, đây là ngã màu bởi vì do quá trình dân rồi trước kia người ta sử dụng, người ta truyền lại với nhau á, để lại á, đời đời nối dõi nhau á, thì nó ngã màu, đây là màu của cát bụi, màu của thời gian đấy. Hoặc là bị những cái ví dụ như đây là người ta dùng để ngâm rượu này, hoặc là dùng những cái đổ nước vào, người ta dùng để uống nước uống hay là để ngâm rượu, thì những cái vết màu này á là nó nghĩa là nó ngã màu nó tự nhiên đấy, nó ngã màu nó tự nhiên như thế này đó. Em quay kỹ cho các bác cùng xem này đó. Đó. Có nghĩa là nó màu của nó có nó là nó ngã màu, màu nó có chỗ đậm này, có chỗ đậm này, chỗ đây đậm này, có chỗ đây nó nhạt này. Có nghĩa là cái chỗ nào mà nó tiếp xúc nhiều, hoặc là nó hoặc là chỗ đây nó trắng này đó, thì những cái này á, là một cái phần phụ để mà chúng ta nhìn vào đó, chúng ta nhìn mà chúng ta biết được những cái món đồ cổ hoặc là những món đồ giả cổ nó như thế nào thôi đó. Đây những món đồ đây này, riêng về cái dòng mà tất cả những dòng chế nha mọi người, các bác cứ để ý trên thị trường Việt Nam, nếu như mà những dòng đồ quý của về chế sơn thủy thôi nha, mà nếu mà nó vẽ hoa văn tầng mà tầng cách điệu hoa văn để mà riêng cái phần mà ngay chỗ cái vai như thế này thôi, cực kỳ hiếm luôn, cực kỳ hiếm, dường như rất là ít có luôn, rất là ít có trên thị trường đó. Cái người gia chủ người ta giữ rất là kỹ luôn, mà mặc dù nó đã bị như thế này, đây là do lỗi sử dụng, nhưng mà chúng ta không thể trách được, bởi vì là do chiến tranh năm tháng tàn phai thế này kia, thì để giữ một món đồ lành tít tịt như thế này kia thì nó tỷ lệ 100 cái thì họa may ra nó còn được đâu 1-2 cái thôi, tỷ lệ nó hiếm lắm đấy. Mà để một cái vẽ tầng hoa văn và cái đồng tiền như thế này kết nối với những tầng hoa văn với nhau này, thì đây á, là những cái mà nó thể hiện cái sự phú quý và giàu sang và tiền bạc. Thì coi như những cái đồng tiền này thì chúng ta được biết là nó kết nối những cái gọi là cái sự giàu sang phú quý với nhau đó. Và cái dòng men chàm này, dòng men chàm em quay kỹ các bác cùng xem này đó, các bác thấy nó có nghĩa là nó ngã màu, nó khô cách tự nhiên không? Cái tích này á, là gọi là cái tích vẽ Khương Duy Tiễn Bạn đó. Thì những cái dòng này, những cái màu chàm mà mực, có nghĩa là nó đã cổ xịn, nó cổ mà màu chàm cổ xanh, màu xanh như thế này á, thì nó dành cho những cái cấp bậc mà quan đại thần mà ở trong chú Nguyễn Đằng Trong khi mà khai phá bờ cõi thường đem theo những cái đồ chế như thế này vào để mà dùng ở trong những cái cung phủ của riêng họ, cái vương phủ của trong, nói chung là sử dụng ở trong nhà, trong nhà của họ, của các bậc quan lại lớn đó. Điện thoại em thì nó cũng hơi cùi bắp thôi, xài mấy năm rồi mà vẫn em vẫn chung thủy với một cái điện thoại vẫn chưa thay, nên thành ra là khi mà chúng ta nhìn trực tiếp á thì nó sẽ có một cái màu chàm màu sáng nó rất là đẹp luôn, nhưng mà khi mà quay lên thế này em nhìn trực tiếp vào cái điện thoại của em nhìn thấy có cái màu chàm nó hơi ngả màu đen, nhưng mà thật sự đây nó là màu xanh mà xanh kiểu xanh men lam Huế, gọi là men lam hồi đó đó. Nhìn nó rất là đẹp, nó rất là có hồn luôn. Nếu mà cầm trực tiếp thì nó ra một cái màu khác ngay.
vẽ rất là chi tiết. Và đây là cái viền chôn đây, thì em cũng xin quay cho các bác cùng xem này, cái viền chôn này. Thì cái viền chuẩn của nó này, đó, nó đây là nó đây đây là một cái viền chôn chuẩn của cái dòng đồ chế đấy, nó trắng. Thay vì những cái đồ chế giả cổ á, thì nó có thể là nó những cái đồ chế giả cổ thì nó có thể nó bôi xung quanh đây đấy, nó bôi xung quanh đây để mà nó tạo nên một cái lớp gọi là lớp lớp thời gian, lớp màu thời gian. Nhưng mà cái đồ á, mà đồ cổ xịn người ta không bao giờ người ta bôi, bởi vì năm tháng nó đã làm xuống màu cái tự nhiên như thế này rồi nè. Đó, có nghĩa là li ti khi á, mà bắt đầu mà ngã màu một cái món đồ mà chuẩn á, thì bao giờ á, là nó từ ban đầu là nó ngã từ cái màu vàng này, các bác thấy này, ngã cái màu vàng cho đến rồi tới màu đen này đấy, và ngay cả cái lớp mà oxy hóa của một món đồ này, khi mà bắt đầu là nó ngã từ màu vàng này, thì cái độ mà gọi là đây là những cái tạp chất quá trình thời gian nó nung nấu, có nghĩa là nó qua mấy trăm năm rồi nó mới nổ lên, có nghĩa là nó bị nổ cái tạp chất như là đồng, kẽm hoặc là sắt vân vân, thì nó mới nổ lên như thế này để mà nó nghĩa là nó có độ co rút của men của thời gian, thì nó mới lồi lên những cái vết vết tạp chất, thì nó mới có những cái vết màu trước tiên đó là nó là màu vàng, và sau đó từ màu vàng á là nó mới ngã màu thời gian rồi mới chuyển sang màu đen như thế này đấy. Thì ở trên này á nó có hai màu lẫn lộn, có nghĩa là giữa màu vàng và màu đen đấy, giữa cái màu vàng này đây màu đen này đấy, chúng ta có thể soi kỹ chúng ta thấy này đó. Và hơn thế nữa, nếu như mà một cái dòng đồ mà đồ giả cổ á, thì chúng ta được thấy nhiều cái lớp mà nó có thể nó vẫn làm được những cái lớp rỉ sắt này, nhưng cái lớp rỉ sắt này nó làm nó nổi ở trên mặt như thế này, nó không có được đều và nó thường là có một màu đen nhất định đó. Thì chính vì thế thì tại sao là những cái dòng đồ á, đồ cổ xịn á, thì nó luôn luôn có cái sự khác biệt hoàn toàn so với những món đồ giả cổ trên thị trường đó. Và em cũng chơi đẹp với một cái người bác sở hữu một cái chế này, em cũng gửi về cái chế này, thì em cũng đã gửi cho người bác ở quê ở Hải Phòng xem, và là người bác mua ngay. Và em cũng chơi đẹp rằng ngày hôm nay để giá cho ưu đãi cho người bác sưu tầm, và nếu như có muốn bán 6 tháng sau cộng lãi thêm 1 triệu đó, thì chỉ có những đồ cổ xịn nó mới đáp ứng cái nhu cầu thiết thực và nó tăng trưởng theo thời gian. Có nghĩa em đã bán đi rồi, em có đồng công trên cái món đồ, nhưng mà 6 tháng sau nếu bán lại em mua cộng lại thêm 1 triệu, bởi vì đồ cổ xịn, đồ cổ chuẩn nó chỉ có hao hụt đi và nó chỉ mất đi và nó nằm ở trong những nhà sưu tầm lớn thôi, nó không bao giờ sản xuất ra được nhiều. Chỉ có đồ giả cổ nó mới sản xuất ra được nhiều, và nó giá nào á thì mình giá nào nó cũng bán đó. Và một khi mà những cái người mà không có tâm á, mà họ đã bán đi rồi á, thì họ không bao giờ họ mua lại. Và em cũng xin nói cho mọi người nghe, không bao giờ họ mua lại đâu. Chỉ có em mới trao duyên rồi xong em đi mua lại. Bởi vì là cái chuyện đó là chuyện tất yếu thôi, tất yếu hiển nhiên. Bởi vì là đồ cổ xịn là không bao giờ bị mất giá, mà nó chỉ tăng trưởng thêm thời gian thôi. Đó, vẽ liễu đò này, có nghĩa là mọi khung cảnh yên bình của một cái vùng sơn thủy hữu tình thì nó đều hội tụ ở đây hết, nó đều hội tụ ở trong cái chế này hết. Đó.
Đó thì em cũng có review, em quay cho các bác cùng xem này. Thế ngoài cái miệng nó bị bể góc miệng ra, còn ngoài ra là ok hết. Đáng sưu tầm luôn. Đấy thì bác nào mà có nhu cầu thì kết nối Zalo với em hoặc gọi trực tiếp để mà em trao duyên những món đồ chuẩn chỉ hơn, để mà mình tránh làm thất thoát oan những cái dòng tiền mà khi mà chúng ta xuống xuống tiền mua những món đồ đồ cổ mà mua nhầm những món đồ giả cổ thì cảm giác nó rất là tức, cảm giác nó rất là bực.